20 tháng 11 năm 2016, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phối hợp cùng Công ty Cổ phần Him Lam và Hiệp hội Macca Việt Nam tiếp tục tổ chức chương trình hội thảo, tư vấn vay vốn và đào tạo canh tác cây Macca tại huyện Di Linh. Lần này có sự tham gia đông đủ hơn các nông hộ quan tâm đến việc phát triển cây Macca đến từ nhiều địa phương trong toàn tỉnh Lâm Đồng. Và đặc biệt là có sự tham gia của ông Julian Richard Burnett, Tổng Giám đốc Hiệp hội Macca Úc, và bà Chen Yusui, Chủ tịch Hiệp hội Macca Vân Nam Trung Quốc. Đến với hội thảo, ông Julian Richard Burnett, Tổng Giám đốc Hiệp hội Macca Úc, và bà Chen Yusui, Chủ tịch Hiệp hội Macca Vân Nam Trung Quốc, đã chia sẻ những thông tin hữu ích về cây Macca. Tại hội nghị lần này, cũng có sự tham gia của lãnh đạo ngành nông nghiệp và lãnh đạo các huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Mở đầu hội thảo, thay mặt Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, bà Lê Thị Kim Anh, Giám đốc chi nhánh Lâm Đồng, đã thông tin đến các đại biểu và nông dân Lâm Đồng về vị trí của đơn vị trên thị trường tài chính Việt Nam, cũng như những tâm huyết của ngành ngân hàng đối với gói tín dụng cho vay phát triển Macca. Ông Trần Đình Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Di Linh, đã bày tỏ sự cảm ơn và thông tin về tình hình phát triển cây Macca ở địa phương. Qua đó cho thấy nông dân trồng Macca quan tâm lo lắng nhất là vấn đề chất lượng cây giống và nguồn vốn canh tác Macca. Cả hai vấn đề này đều được hội thảo tìm ra phương án giải quyết thông qua vai trò của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và Hiệp hội Macca Việt Nam, nên ông và nhân dân địa phương hết sức phấn khởi. Ông Julian Richard Burnett, Tổng Giám đốc Hiệp hội Macca Úc, đã đến Việt Nam làm việc, tham quan khảo sát Macca tại Tây Nguyên, cũng như tham dự chương trình hội thảo tư vấn vay vốn và đào tạo canh tác cây Macca tại huyện Di Linh, và có những chia sẻ hết sức thiết thực về các vấn đề canh tác Macca. Sau khi được các chuyên gia trong lĩnh vực Macca cung cấp các thông tin về quá trình canh tác, phát triển cây Macca trong nước cũng như thế giới, nông dân Lâm Đồng được tư vấn về các gói hỗ trợ cho vay vốn với những chính sách ưu đãi hấp dẫn thông qua bài trình bày của bà Lê Thị Kim Anh, Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Lâm Đồng. Chương trình hội thảo tư vấn vay vốn và đào tạo canh tác Macca tại huyện Di Linh, sự kiện không chỉ giúp cung cấp các thông tin về kỹ thuật canh tác và các gói tín dụng vay vốn trồng Macca, mà còn giúp nông dân Lâm Đồng hiểu thêm về bức tranh toàn cảnh canh tác tiêu thụ Macca trên thế giới. Từ đó các nông hộ có những nhìn nhận và định hướng cho quá trình canh tác Macca của mình tại Lâm Đồng, cũng như đặt ra lợi thế so sánh giữa Macca Lâm Đồng Việt Nam với Macca thế giới với những triển vọng tươi sáng. Gia đình ông Trần Đức Xuân, thôn Liên Hà 2, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, trồng Macca sen cà phê gần 6 năm nay. Năm 2010, thông qua chính quyền địa phương, ông mua 100 cây giống có hợp đồng hẳn hoi với một đơn vị cung cấp. Trong số đó, chỉ còn 70 cây sống được. Và đến nay, 40 cây bắt đầu cho trái, nhưng năng suất mỗi cây chỉ có từ 1 đến 2 ký quả.